Bạn có khỏe không? Tôi rất vui được gặp bạn. Chủ đề của ngày hôm nay là lịch sử của vua Lơ. Tác giả là Abraham Park. David là tâm điểm và là nhân vật quan trọng nhất trong gia phả của Chúa Jesus Christ. Tại sao David lại quan trọng như vậy? Trong Matthew 1:1 đến 17, tên David xuất hiện 5 lần trong ba thời kỳ tạo nên gia phả của Chúa Giêsu, David là người cuối cùng của 14 thế hệ đầu tiên và là người đầu tiên trong bộ 14 thế hệ thứ hai. Ông là người duy nhất có tên xuất hiện hai lần trong gia phả. Ngoài ra, David là người duy nhất được ghi lại với tước hiệu vua trong số tất cả các vị vua xuất hiện trong gia phả Matthew 1:6. Điều này cho chúng ta thấy rằng lời tiên tri trong cựu ước rằng một vị vua sẽ đến từ chi phái Judah ban đầu được ứng nghiệm qua vua David Miche 5, 2. Matthew 1, 1. Để làm sáng tỏ cuộc đời của David trước tiên chúng ta phải xem xét cuộc đời của Saul. Mặc dù Saul đã trở thành vị vua đầu tiên của Israel và là kênh để thiết lập nền thần quyền thực sự ở Israel ông đã bị Đức Chúa Trời bỏ rơi sau khi bất tuân và buộc phải giao lại ngai vàng cho David 1 Samuel 15 giờ 23. Sauler được dùng làm bàn đạp cho sự xuất hiện của dòng dõi hoàng tộc David sẽ mở ra con đường cho sự xuất hiện của Chúa Jesus Christ. Bây giờ chúng ta hãy hướng sự chú ý đến sự quản lý của đức chúa trời về sự cứu chuộc trong gia phả của chúa jesus christ như được tiết lộ qua cuộc đời của david và sauler trong thời kỳ vương quốc thống nhất tiên tri samuel đã phán xét israel vào những năm sau của thời kỳ các quan xét cho đến khi sauler trở thành vua tuy nhiên samuel trở nên già yếu và ông bổ nhiệm các con trai của mình Soên và Abia làm quan tòa trên Israel, nhưng họ không đi theo con đường của cha mình. Thay vào đó, họ chạy theo danh lợi bất lương, hối lộ và làm hư công lý. 1 Samuel 8:1. Vào lúc này, tất cả các trưởng lão Israel nhóm lại và đến gặp Samuel và nói: "Bây giờ hãy chỉ định một vị vua để chúng tôi xét xử chúng tôi như mọi nước." 1 Samuel 8:4. Trong tiếng Do Thái tên Sauler có nghĩa là mong muốn và được yêu cầu. Nó bắt nguồn từ từ giao, có nghĩa là để hỏi hoặc yêu cầu. Sauler là vị vua đầu tiên mà dân Israel nhận được do lời cầu xin của họ. Ông lên ngôi năm 40 tuổi và trị vì trong 40 năm, 1050 trước Chúa Kitô đến 1010, trên Israel, công vụ 13 giờ 21 dân Israel cầu xin một vị vua vì lòng họ đã bị các chính quyền hùng mạnh đứng đầu là các vua ở ngoại bang dụ dỗ. Yêu cầu này cho thấy rằng họ đã bỏ rơi Đức Chúa Trời và không thừa nhận Ngài là vua thực sự của họ một Samuel 8 giờ 19. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời khi dẫn dân Israel ra khỏi lò như Ai Cập là thiết lập giao ước của Ngài với họ, biến họ thành dân của Ngài và trở thành Đức Chúa Trời của họ theo lời hứa của Ngài với tổ tiên của họ Abraham, Isaac và Jacob. Jeremy 11 4. Vì lý do này, Kinh Thánh nhiều lần nói rằng, vậy. Ta sẽ lấy ngươi làm dân ta, và ta sẽ là Đức Chúa Trời của ngươi, xuất Egypto ký 6, 7, và ta cũng sẽ đi giữa các ngươi và là Đức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân ta. Eccl 37, 27 theo đó, dân Israel là một dân tộc dưới sự trị vì của Đức Chúa Trời, nhưng do cầu xin một vị vua hiển thánh, họ đã đi ngược lại giao ước của Đức Chúa Trời. Đây là tội lỗi của người Israel khi quên ân điển của Đức Chúa Trời, đấng đã bảo vệ họ cho đến thời điểm này, và tội kiêu ngạo mà họ muốn cung cấp sự cứu rỗi và sự che chở của chính họ vì hành động phản bội của dân Israel, Đức Chúa Trời đã than thở, hãy nghe tiếng dân chúng về mọi điều họ nói với các ngươi, họ đã khước từ ta để làm vua trên họ 1 Samuel 8, 7. Qua nhà tiên tri Samuel, Đức Chúa Trời cảnh báo dân chúng rằng họ sẽ gặp khó khăn và bị hành hạ nếu một vị vua trị vì họ 1 Samuel 8 giờ 10. Trước tiên, những người đàn ông và phụ nữ trẻ, con trai và con gái sẽ được nhà vua tuyển chọn một Samuel 8 giờ 11. Thứ hai, ông sẽ lấy những thứ tốt nhất về ruộng và động vật của họ một Samuel 8 giờ 14. Thứ ba, ông sẽ bắt các đầy tớ nam và nữ của họ những thanh niên tốt nhất và lừa và sử dụng chúng cho công việc của mình một Samuel 8 giờ 16. Thứ tư, ông sẽ bắt một phần 17 của họ một Samuel 8 giờ 17 vì vậy, vua sẽ bắt đầy tớ ra khỏi dân sự và đàn áp họ, và Đức Chúa Trời sẽ không trả lời dân chúng khi họ kêu lên vì sự chuyên chế của vua, 1 Samuel 8 giờ 18. Tuy nhiên, dân Israel phớt lờ lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và lời khuyên của Samuel và kiên trì cầu xin vua, 1 Samuel 8 giờ 19, để cuối cùng Đức Chúa Trời cho phép điều đó, 1 Samuel 8 giờ 21. Cuối cùng, Dân Israel đã vô cùng đau khổ và chịu đựng vô cùng tận dưới tay của nhiều vị vua gian ác của Israel. Trên thực tế, Saul tuyển dụng dân trong vương quốc cho mục đích cá nhân của mình. 1 Samuel 14 mươi 52 Đây là kết quả của mong muốn của người dân được giải phóng khỏi sự trị vì của Đức Chúa Trời, vị vua thực sự. 1. Sự lựa chọn của Saul Sức giàu riêng Saul gặp nhà tiên tri Samuel khi ông đang đi tìm những con lừa thất lạc của cha mình. Ngày trước khi Saul đến, Đức Chúa trời phán với tiên tri Samuel. Người sẽ sức giàu cho ông ấy làm hoàng tử trên dân Israel của ta, một Samuel 9 giờ 15. Samuel tình cờ gặp Saul vào lúc nhà tiên tri sắp lên nơi cao để dâng của lễ, và Đức Chúa trời phán này là người mà ta đã nói với ngươi một samuel chín giờ mười nhà tiên tri samuel ngụ ý về vương quyền cho sauler khi ông nói và tất cả những gì mà dân israel mong muốn dành cho ai nó không dành cho bạn và cho tất cả gia đình của cha bạn sao một samuel chín giờ hai sauler giật mình nói tôi không phải là người bobia thuộc tri tộc nhỏ nhất của israel và gia đình tôi là gia đình nhỏ nhất trong tất cả các gia đình thuộc chi phái Benjamin. Tại sao anh lại nói với tôi theo cách này, một Samuel 9 giờ 21 Samuel một lần nữa gợi ý mạnh mẽ về số phận hoàng gia của Sauler bằng cách đặt ông ở đầu bàn trong số 30 người tham dự bữa tiệc. Sauler được phục vụ những phần ngon nhất. Được chuẩn bị đặc biệt cho ông, một Samuel 9 giờ 22 sau đó, Samuel vào thành, cùng sau lơ lên mái nhà và nói chuyện với ông. Vào dạng sáng ngày hôm sau, Samuel và sau lơ đi đến rìa thành. Sau khi tất cả tôi tớ đã đi qua họ và sau lơ đứng một mình, Samuel sức dầu cho sau lơ và phong ông làm vua, một Samuel 9 giờ 25 sau khi sau lơ được sức dầu, thánh linh của Chúa đã ngự xuống trên sau lơ một cách mạnh mẽ để ông nói tiên tri và được ban cho một trái tim mới. Những điều này trở thành dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đã lập ông làm vua, 1 Samuel 16. Sau lơ được phong làm vua, Samuel gọi mọi người đến Misper để chọn một vị vua nhà tiên tri Samuel đã ra lệnh cho một nghìn người từ mỗi bộ lạc ra theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, và ông bắt họ bốc thăm. Đầu tiên, chi phái Benjamin đã được chọn. Sau đó, bộ tộc Mơ được lấy từ bộ tộc Benjamin. Trong số họ, Sauler, con trai của Kis, đã được chọn một Samuel 10 giờ 17 Họ bắt sau lơ đang trốn trong đống hành lý và ông cao hơn những người khác từ vai trở lên một Samuel 10 giờ 22 Tất cả mọi người đều hài lòng với ông và họ hét lên. Đức vua muôn năm một Samuel 10 giờ 24 Một số người đàn ông vô giá trị trong số những người đã hỏi làm thế nào mà người này có thể giải cứu chúng ta. Một Samuel 10 giờ 27 và họ khinh thường sau lơ. Tuy nhiên, thánh linh của Chúa đã giáng xuống một cách mạnh mẽ trên Sauler lơ để ông có được một chiến thắng to lớn trong trận chiến chống lại Nahas de Ammonai và cứu những người đau khổ của Jabez Zilid 1. Samuel 11. 1. Sau đó, tất cả dân sự đi đến Gilemen, phong làm vua Sauler lơ và dâng của lễ bình an trước mặt Chúa, 1 Samuel 11:15. 2. Triều đại của Sauler lơ Trận chiến chống lại người Philistine. Sau lơ trở thành vua ở tuổi 40. Và ông đã phải đối mặt với một trận chiến lớn chống lại quân Philistine vào năm thứ hai của triều đại của mình. 1 Samuel 13, 1 Người Philistine có 30.000 xe ngựa và 6.000 kỵ binh. Dân của họ nhiều như cát trên bờ biển. 1 Samuel 13, 5 dân Israel, những người đã mất ý chí chiến đấu chống lại quân Philippines, đang lẩn trốn, run sợ vì sợ hãi. 1 Samuel 13, 6 Tiên tri Samuel sẽ đến để dâng lễ vật cho dân chúng trước khi ra trận. Tuy nhiên, ông đã không đến dù đã 7 ngày, đó là thời gian đã định của Samuel, và dân chúng bắt đầu tản ra. Sau đó, Saul đã không vâng theo lời Đức Chúa Trời bằng cách dâng của lễ thiêu mặc dù ông không phải là thầy tế lễ và nhà tiên tri Samuel đã đến ngay khi Saul làm của lễ thiêu, 1 Samuel 13:8. Tiên tri Samuel đã thông báo rằng Đức Chúa Trời đã bỏ Saul do hậu quả của hành động bất tuân này và Ngài sẽ chọn một người khác theo ý muốn của Ngài để bổ nhiệm làm vua mới, 1 Samuel 13:13. 13. Sau đã phá luật quy định rằng chỉ các thầy tế lễ mới có thể dâng của lễ. Anh ta không thể đợi đến ngày tàn và hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ. Và hậu quả là anh ta phải nhận bản án sợ hãi là mất ngôi. Ngược lại, con trai của Sau là Jonathan đã chiến thắng trong trận chiến chống lại quân Philippines nhờ đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời 1 Samuel 14, 6 khi Jonathan và người mặc áo giáp vào trại quân Philippines và tàn sát khoảng 20 người, Đức Chúa Trời đã gây ra một cơn chấn động lớn cho trại lính. Sau đó người Philippines bắt đầu dùng gươm tấn công nhau và rơi vào tình trạng hoang mang để dân Israel chiến thắng 1 Samuel 14:15 chiến thắng của họ vào ngày đó hoàn toàn là kết quả của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho dân Israel 1 Samuel 14:23 Sau chiến thắng này, ông đã sử dụng sao lơ để chiến đấu chống lại mọi kẻ thù của ông ở mọi phía, chống lại Moab, các con trai của Amon, Edom, các vua của Zoba và người Philippines và Ngài đã chiến thắng cho họ. Đức Chúa trời đánh người Amalekai và giải cứu dân Israel khỏi tay những kẻ cướp bóc họ. Một Samuel 14:47. Cuộc chiến khốc liệt chống lại người Philippines không chấm dứt chừng nào Saul còn sống. Một Samuel 14:52. Cuộc chiến chống lại Amalek. Đức Chúa trời quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn người Amalekai con cháu của Amalek, cháu của Esau, sáng thế ký 36, 12, những kẻ đã quấy nhiễu dân Israel liên tục kể từ sau cuộc xuất hành, các quan xét 3 giờ 13. Đức Chúa trời nhớ lại cách người Amalekai chống lại dân Israel trong cuộc hành trình trong đồng vắng, và Ngài truyền lệnh cho vua Saul tiêu diệt hoàn toàn họ 1 Samuel 15:2. 2. Mặt khác, Đức Chúa Trời bảo vệ người Kenai, những người đã thể hiện lòng tốt với dân Israel trong chuyến hành trình từ Ai Cập của họ. Các số 10 giờ 29 Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Saul. Bây giờ hãy đi đánh Amalek và tiêu diệt hoàn toàn mọi thứ nó có, đừng tha cho nó, nhưng hãy giết chết cả đàn ông và đàn bà, trẻ em và trẻ sơ sinh, bò và cừu, lạc đà và lừa, 1 Samuel 15:3 3. Tuy nhiên, Saul đã coi thường lời Đức Chúa Trời và tha cho Agag, vua của Amalek, và những con chiên tốt nhất, những con bò đực, những con tốt nhất, những con cừu non. Và tất cả những gì tốt lành, 1 Samuel 15, 9. Ông đã không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Nhà tiên tri Samuel nhận được điều mặc khải về tội lỗi của Sauler và nghiêm khắc của trách Sauler. Tuy nhiên, sau bận bịu bào chữa thay vì ăn năn. Đầu tiên, sau đã nói dối. Ông đã không vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng ông nói, tôi đã thi hành mệnh lệnh của Chúa, 1 Samuel 15 giờ 13 Tiếp theo, ông đổ lỗi cho người dân. Ông ấy nói họ đã mang chúng từ người Amalekai, vì dân chúng đã tha những con cừu và bò tốt nhất, để hy sinh cho Chúa, Đức Chúa Trời của bạn, 1 Samuel 15 giờ 15 Hắn đổ lỗi cho người đời nhằm che giấu tội lỗi của bản thân, thể hiện sự hèn nhát của mình. Sau đó, nhà tiên tri Samuel đưa ra một thông báo quan trọng liên quan đến việc Sauler bị chốt ngôi, rằng vì ngươi đã khước từ lời của Chúa, nên Ngài cũng đã khước từ ngươi làm vua. 1 Samuel 15 giờ 23 Sau khi Samuel đưa ra thông báo này và quay đi, Sau Lơ nắm lấy mép áo choàng của mình và nó sẽ toạc. 1 Samuel 15 giờ 27 Việc áo choàng bị rách là tượng trưng cho việc ngai vàng của ông sẽ được trao cho người khác. 1 Samuel 15 giờ 28 vua Sau Lơ bị từ chối vì ông không tuân theo mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời ban qua nhà tiên tri Samuel. Một Samuel 15 giờ 22 và Samuel nói. Chúa có thích thú với của lễ thiêu và của lễ như vâng theo tiếng Chúa không? Kìa, vâng lời thì tốt hơn hy sinh, và chăm chú hơn mỡ của súc vật. Quả thật, vâng lời Đức Chúa Trời tốt hơn là dâng của lễ không tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời giống như tội bói toán. Luật pháp không chỉ cấm hành nghề bói toán, ma thuật và phù thủy mà còn quy định rằng bất cứ ai thực hành những điều đó đều phải bị ném đá đến chết. Lê Vi ký 19 giờ 26 Ngoài ra, cứng đầu trước mặt Đức Chúa Trời cũng giống như tội cúi đầu trước thần tượng 1 Samuel 15 giờ 23 từ cứng đầu được định nghĩa là không chịu khuất phục một cách phi lý hoặc tàn nhẫn. Trong tiếng Do Thái, nó là Pacha, có nghĩa là để thể hiện sự kiêu ngạo, kiêu ngạo, cho rằng. Nó bao hàm niềm kiêu hãnh và tự phụ, cho dù chúng liên quan đến những việc lớn hay nhỏ. Có nhiều khi chúng ta đặt lời Đức Chúa Trời sang một bên và trở nên cứng đầu và kiêu ngạo trong suy nghĩ của mình. Ngoài ra, giống như vua Sao Lơ, chúng ta trở nên vô liêm sỉ và ngụy biện. Bằng cách che giấu hành vi sai trái của mình, chúng ta cố gắng thể hiện sự công bình của mình, đổ lỗi cho người khác về lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta vâng theo lời Đức Chúa Trời như Ngài đã phán, thì quyền năng của lời Ngài được bày tỏ và Đức Chúa Trời được tôn vinh. Tuy nhiên, khi chúng ta chống lại lời Đức Chúa Trời và không vâng lời, thì tội lỗi của chúng ta sẽ phát ra từ bên trong và sẽ được tiết lộ ECCN 21 giờ 24 giống như tiếng chiên chảy máu và tiếng bò tót mà Sauler đã giấu đến với Samuel. Tai, 1 Samuel 15 giờ 14 vì vậy, hành động khoe khoang những việc làm của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời hoặc che giấu tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời là một thủ đoạn viển vông và nông cạn. Sau sự kiện này, Nhà tiên tri Samuel đã bí mật gặp David, con trai của Jesse và sức giàu cho anh ta và phong anh ta làm vua. 1 Samuel 16 giờ 13 Đức Chúa Trời quyết định từ chối Saul lơ sau khi ông liên tục không tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nắm chắc những người nắm giữ lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối những người không vâng theo lời và những người không ăn năn cho đến cùng. Chúa không thể sử dụng những người như vậy. Cảm ơn rất nhiều. Dưới đây là một số đoạn chính trong Kinh Thánh. Thi thiên 18, hỡi sức mạnh của tôi, tôi yêu Ngài. Chúa là tảng đá và là pháo đài của tôi và là đấng giải cứu tôi đức chúa trời tôi tảng đá của tôi là nơi tôi nương náu cái khiên và cái sừng của sự cứu rỗi tôi thành trì của tôi tôi kêu cầu chúa đấng đáng được ngợi khen và tôi đã được cứu khỏi kẻ thù của tôi những sợi dây của sự chết bao trùm lấy tôi và cơn thịnh nộ của sự vô lễ làm tôi kinh hãi những sợi dây của xeo bao quanh tôi cạm bẫy của cái chết đã đối đầu với tôi trong cơn túng quẫn tôi đã kêu cầu chúa và kêu cầu đức chúa trời của tôi để được giúp đỡ ngài đã nghe tiếng tôi từ trong đền thờ ngài và tiếng kêu cứu của tôi trước khi ngài đến tay ngài sau đó trái đất rung chuyển và rung chuyển và nền tảng của các ngọn núi đã bị rung chuyển và đã bị rung chuyển bởi vì ngài đang tức giận ngài đã phóng những mũi tên của ngài ra và phân tán chúng và những tia chớp lóe lên rất nhiều và định hướng chúng ngài đã sai từ trên cao xuống ngài đã đưa tôi đi anh ấy đã lôi kéo tôi ra khỏi nhiều vùng nước chúa đã giải cứu tôi khỏi những kẻ thù mạnh hơn tôi và khỏi những kẻ ghét tôi khi tôi gặp khó khăn kẻ thù của tôi tấn công tôi nhưng chúa là sự tin cậy của tôi vì yêu tôi như vậy nên anh ấy đã đưa tôi đến một nơi rộng rãi an toàn và cứu tôi Chúa thưởng tôi vì tôi sống công chính, Chúa thưởng tôi vì tay tôi trong sạch. Quả thật, tôi không đi chạch con đường Chúa bảo tôi phải đi, và tôi cũng không làm điều gì xấu xa để quay lưng lại với Chúa của tôi. Tôi đã giữ tất cả các quy chế của bạn trước tôi. Và tôi đã không từ bỏ tất cả các quy chế của bạn. Trước anh ấy, tôi giữ mình không phạm tội và sống không tì vết vì thế chúa thưởng cho tôi sống ngay lành và thưởng cho tôi đôi tay trong sạch lại chúa chúa thể hiện sự trung thành của mình với những người trung thành và sự hoàn hảo của mình đối với những người không chỗ trách được tác giả của cuốn sách này là abraham park abraham park là một nhà thần học đẳng cấp thế giới được ca ngợi với tâm linh mục vụ đáng chú ý ông đã dành toàn bộ cuộc đời mình cho sự cầu nguyện và kinh thánh, đã đọc kinh thánh hơn 1.800 lần. Trong suốt thành chức suốt đời, ông là một mục sư chân chính. Yêu nhà thờ và hội thánh như con ruột của mình. Lịch trình hàng ngày của ông bao gồm 2 giờ cầu nguyện và 3 giờ đọc kinh thánh, cũng như liên tục giao giảng và truyền giáo với niềm tin rằng chết là để sống, ông đã làm hết sức mình trong đời sống cầu nguyện của mình với Chúa trong 3 năm, 6 tháng và 7 ngày trong núi sâu. Khi mặt trời lặn, anh ta không làm gì khác ngoài việc cầu nguyện, khi mặt trời mọc anh ta không làm gì khác ngoài việc đọc kinh thánh. Sau đó, cuối cùng, một tia ân sủng duy nhất chiếu vào anh ta. Trong suốt sự chiếu sáng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh và bởi ân điển của Đức Chúa Trời, những cảnh trong Kinh Thánh đã mở ra trước mắt ngài như một bức tranh toàn cảnh. Những cảnh này được viết trên những chiếc lá rong giềng lớn được buộc bằng một cành cây. Sau đó, chúng được sao chép ra giấy mua từ một ngôi làng dưới núi vài tháng một lần. Đây là cách các bài giảng của Abraham Park bắt đầu. Nhiều người ấn tượng về công viên Abraham như sau: làm sao một người có thể yêu nhiều người như vậy làm thế nào một người có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến nhiều người như vậy anh ấy rất chăm chỉ không bao giờ nghỉ ngơi anh ấy không ngừng cầu nguyện anh ấy xứng đáng được thực sự tôn vinh vì những cống hiến của anh ấy cho nhà thờ và các hội thánh một người làm việc chân chính và trung thành của đức chúa trời